Chủ tịch có sao không? Ông ấy chết rồi sao? Cháu không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy. Cậu hối hận gì đã nhận tội thay tôi rồi phải không? Dạ không. Cháu đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định. Cháu buồn vì thấy mình bất lực. Tại sao ông ấy lại chết chứ? Rồi cô con gái của ông ấy sẽ ra sao đây? Lỗi của tôi. Để tôi chịu trách nhiệm. Cháu đã khai báo với công an. Cháu là người đã gây ra tai nạn. Nếu chủ tịch đứng ra nhận mình là người gây ra tai nạn, thì công an họ sẽ đặt dấu hỏi. Và họ sẽ quy cho chủ tịch hai tội danh. Một là gây ra tai nạn giao thông. Hai là tội lừa dối cơ quan pháp luật. Vậy bây giờ cậu tính sao? Sự việc đã như vậy, cháu chỉ biết phó mặc số phận cho cô Đăng Thanh, con gái ông ấy. Nếu cô ấy không bãi nại thì cháu phải đối diện với pháp luật. Và ngược lại, bây giờ cháu phải đến nhà cô ấy để lo đám tang cho ba cô ấy. Tôi đi với cậu. Nếu cô ấy không chịu bãi nại thì tôi với cậu sẽ lên công an để nói hết sự thật. Cậu cũng phải chịu trách nhiệm về những việc mình không gây ra. Không, chủ tịch không nên xuất hiện vào lúc này, sẽ rất là bất lợi. Để cháu tự lo. Bác hãy nghĩ đến công ty và hãy nghĩ đến gia đình. Cháu xin phép bác. Alo. Anh Chánh Kim hả? Anh lên phòng chủ tịch ngay. Ông chủ tịch bị ngất. Sao? Ba tôi bị ngất hả? Dạ. Tôi lên liền. Ba sao? Ba bị ngất. Đi anh. Ba, ba có sao không ba? Ba, ba sao vậy ba? Sao Công Huy gọi điện thoại nói là ba bị ngất mà? Có chuyện gì vậy ba? Ông ta chết rồi. Ông nào chết hả ba? Người đàn ông mà bà gây tai nạn, ông ấy chết rồi. Rồi bây giờ, bây giờ tính sao ba? Hay là để con chạy tới nhà lo cho người ta nha ba? Thôi con, Công Quy nói để cậu ấy lo. Gia đình mình tới chỉ phức tạp thêm. Làm sao để gia đình người ta chịu như vậy được? Con nghe nói là gia đình người ta chỉ có hai cha con thôi. Không. Ba. Không. Ba. Ba ơi ba, bình tĩnh đi ba. Ba.
sao anh? Mình tính sao bây giờ? Anh, rồi làm sao đây? Được rồi, mọi việc sẽ được giải quyết thôi em. Em cứ bình tĩnh để ba yên tâm. Ba, để con đưa ba về nhà nghỉ ngơi. Mọi việc để chúng con lo nghe ba. Anh Kim nói đúng đó ba. Ba về nhà đi ba. Ba, ba cứ về nhà nghỉ đi. Tụi con sẽ lo được mà ba. Ba. Ba không được. Ba không được. Đừng cho mọi người biết. Dạ không. Không cho ai biết. Không cho ai biết. Sao? Ông ấy chết rồi hả con? Tại sao lại như vậy chứ? Mẹ, tại sao gia đình mình không lo lắng cho ông ấy mà cứ phó thác mọi chuyện cho cậu Huy, để bây giờ chuyện ra nông nổi như vậy? Mẹ ơi, không ai muốn như vậy đâu mẹ. Tụi con nghĩ là anh Công Huy anh cũng đã làm hết sức của ảnh để bảo vệ gia đình mình. Mẹ nói như vậy anh ấy nghe được sẽ buồn lắm đó mẹ. Mẹ không hiểu tại sao lại để Công Huy gánh trách nhiệm trong vấn đề này. Từ đầu đến giờ gia đình mình đứng ngoài cuộc, không biết rõ sự việc để giải quyết, nên bây giờ cậu Công Huy thì muốn làm vừa lòng gia đình mình. Có thể là cậu ấy quý ba, nhưng mà mẹ vẫn cảm thấy có việc gì không bình thường con à. Con nghĩ nếu mình nghi ngờ lòng tốt của anh Công Huy thì sẽ làm tổn thương anh ấy mẹ. Vấn đề cần nhất hiện nay là chúng ta phải tìm cách giải quyết hậu quả tiếp theo. Lúc bình thường thì tự nguyện nhận trách nhiệm này nọ, nhưng bây giờ nạn nhân đã chết rồi, cậu ta có dám đối diện với pháp luật và chấp nhận việc ngồi tù không? Hay là lúc đó cậu ta lại khai ra ba con chính là người gây ra tai nạn? Lúc đó thì tội càng chồng tội con à. Nếu gia đình người ta đồng ý bãi nại thì mọi việc sẽ ổn phải không mẹ? Mất mát quá lớn, khó có thể bãi nại con à. Để con đi gặp cô ấy. Việc cần làm bây giờ là mình phải lo đám tang cho gia đình người ta. Ông ấy ở đâu mình cũng không biết. Lúc ông ta còn sống thì mình không đến, lúc ông ta mất mình cũng không lo ma chay. Con còn đòi bãi nại ai mà đồng ý chứ. Vậy thì để con điện thoại cho anh Công Viên xem sao. Em đi đó cho anh. Dạ tôi nghe đây anh Chánh Kim. Có chuyện gì không anh? Chuyện gì vụ bãi nại sao rồi? Tôi cũng chưa biết sao nữa. Mẹ tôi muốn đến thăm gia đình nạn nhân. Anh cho tôi xin địa chỉ để tôi chở mẹ tôi đến đó. Tôi nghĩ anh và bác gái không nên xuất hiện vào lúc này, vì từ trước tới giờ gia đình người ta chỉ biết một mình tôi liên quan đến vụ việc này. Vì vậy sự có mặt của anh và bác gái sẽ làm cho họ nghi ngờ. Vả lại gia đình người ta đang rất giận dữ trước sự mất mát của người thân. Tôi nghĩ mọi việc để tôi tự lo được rồi. Chuyện tới nước này rồi thì mỗi người một tay mới có thể khả quan được chứ. Tôi nghĩ anh để mẹ tôi thuyết phục cô ấy. Dù sao họ cũng là phụ nữ, dễ nói chuyện với nhau hơn. Vâng, để tôi liên lạc với cô ấy. Nếu có gì không ổn tôi sẽ gọi cho. Ok,
Quyết định vậy đi. Sao? Công Huy nó nói gì vậy con? Công Huy phải không? Dạ đúng rồi. Là tôi đây. Dạ cháu chào bác. Bác khỏe không? Dân tôi khỏe. Công Huy à, tôi rất cảm kích khi mà cậu vất vả vì gia đình chúng tôi. Nhưng mà tôi muốn tới thăm người bị nạn. Như vậy thì lương tâm chúng tôi mới đỡ căng rứt. Dạ cháu hiểu. Nhưng lúc này không được đâu bác. Cháu nghĩ sự xuất hiện của gia đình mình lúc này sẽ làm cho mọi người ngày càng trở nên phức tạp. Bác có hiểu không? Tôi hiểu ý của cậu. Nhưng mà như lúc này tôi không thể nào ngồi yên được. Cậu cứ cho tôi địa chỉ tôi đến. Tôi sẽ có cách mà. Alo. Cậu có nghe tôi nói cậu có nguyên. Alo. Dạ. Cháu cũng đang liên lạc với cô ấy đây. Có gì cháu sẽ gọi lại cho bác. Anh tới đây làm gì? Vậy bây giờ bác ấy nằm ở đâu? Không phải chuyện của anh, chuyện của tôi, để tôi lo. Hãy cho anh một lần được chuộc lỗi lầm. Anh xin em mà.
Anh đi đâu mới về vậy? Anh, có chuyện gì vậy? Sao đây? Chuyện gì? Có gì không? Anh ơi, em thấy ảnh có chuyện gì mà về không nói không rằng gì hết trơn á. Trời ơi, có gì sao đâu. Em sao vậy? Để anh ra anh nói cho. Khổ em thiệt á. Ê mày, nó làm sao vậy mày? Kệ nè mày ơi, nhìn mặt là biết rồi. Thôi đi. Thằng này bị sao vậy ta? Si tình chứ còn gì nữa. Thằng này cũng vậy, Phương Hoa cũng vậy nữa. Nhưng tụi mình đi thì Phương Hoa ở nhà làm sao? Kệ nó. Anh phải giữ gìn sức khỏe, phải bình tâm lại. Chuyện cũng đã lỡ rồi, để em thay anh đi lo cho người ta, còn Bảo Ngọc ở nhà lo cho anh nha. Anh tự lo cho mình được mà. Bảo Ngọc, con đi với mẹ đi con. Tôi đã gây ra sự mất mát cho gia đình người ta, sẽ chẳng có gì bù đắp được. Chắc là gia đình ấy hận tôi lắm. Tại sao tôi lại không nhìn thấy ông ấy băng qua đường kia chứ? Ba, ba có tự trách mình thì ông ấy cũng không thể sống lại được. Theo con nghĩ, điều quan trọng nhất bây giờ là mình phải giúp đỡ gia đình người ta lo đám tang ba. Anh đi đâu vậy? Tôi phải đến thắp nhang cho ông ấy. Tôi không chịu nổi. Đúng, dù sao thì anh cũng nên thắp nhang cho ông ấy. Nhưng mà không phải lúc này. Em nghĩ linh hồn ông ấy cũng đã nhìn thấy được sự ăn năn hối hận của anh. Ông ấy không có trách anh đâu. Bây giờ sức khỏe của anh là điều quan trọng nhất. Đến lúc anh bình phục, anh đến thắp nhang cho ông ấy cũng được mà. Hay là anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Em sẽ đến thắp nhang cho ông ấy và cầu nguyện ông ấy tha thứ cho chúng ta. Anh ngồi xuống đây đi. Anh. Mẹ. Anh à, anh có rảnh không? Anh chở mẹ đi đến nhà người bị nạn lo đám tang cho người ta đi. Em ở nhà lo cho ba. Mẹ, để con đưa mẹ đi. Đi. À thôi, anh ở nhà lo cho ba đi, để em đi với mẹ. Ừ, em đi nhanh về nhanh nha. Thưa ba con đi. Mẹ đi. Mẹ đi. Mẹ, sao con không thấy cờ tang kèn trống gì hết trơn vậy? Chắc là mới đem về nên chưa kịp làm lễ. Đi tìm nhà tiếp đi con. Anh không cần phải ở lại đây đâu. Anh hãy về mà bảo vệ gia đình ông Duy Khang đi. Nút địa chỉ này không mẹ? Đúng rồi, cậu con Huy đọc cho mẹ mà. Đúng rồi con. Đúng rồi, địa chỉ này mà. Có phải cô ấy không con? Dạ. Chào cô Đăng Thanh. Được tin bắt trời mất. Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi đến đây xin chia buồn, xin được phụ giúp lo cho bác trai một tay.
Cảm ơn chị. Nhưng gia đình chị có liên quan tới chuyện của ba tôi đâu mà phải lo. À, tại vì gia đình chúng tôi coi cậu Công Huy cũng như là con cháu đó, nên... Thì ra là vậy. Nhưng đợi gia đình các người tới lo thì... Các người đừng tới làm phiền tôi nữa. Ờ, cô Đăng Thanh à, người chết thì cũng đã chết rồi, âu cũng là cái xuống. Dù sao đi nữa chúng tôi đến đây với lòng thành xin chia buồn cùng cô và xin được phụ giúp việc mai táng cho ba cô. Bác Gái và Bảo Ngọc không cần lo lắng nữa, mọi việc cháu đã lo rồi. Bác trai đây đã được đưa về quê nhà để an táng. Ủa, vậy thì đừng làm phiền tôi nữa. Sao rồi em? Đúng như những gì mình đã dự đoán, con gái ông ấy rất tức giận và không chịu nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía gia đình mình. Dĩ nhiên là không thể chấp nhận được rồi. Mình đã gây ra một sự mất mát quá lớn mà. May mà có anh Công Huy. Họ đưa ông ấy về quê an táng rồi. Lúc em và Bảo Ngọc tới nhà thì mọi việc đã xong xuôi. Chỉ có Công Huy thì đang ở trong nhà cô gái đó. Công Huy đã giúp lo cho ông ấy rồi sao? Anh à, nếu người ta không bãi nại thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm đó. Sao em lo quá? Anh Công Huy tự nhiên vì chuyện của nhà mình mà lại bị ở tù thì tội cho anh ấy quá. Anh đang tìm cách đây. Bằng mọi giá, việc này phải được giải quyết. Dĩ nhiên là Công Huy sẽ không bị liên đới với lòng tốt của mình. Nhưng anh làm cách nào? Anh có cách của anh. Anh đã muốn thì phải được. Biết. Chồng em luôn tự tin mà. Tôi muốn gặp ông chủ. Để làm gì? Để thăm ông ấy. Nghe anh nói chắc ba tôi hài lòng lắm. Nhưng sao tôi dễ lo lắng vậy? À, không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của ông thôi. Cảm ơn anh. Tôi xin chuyển lời. Vậy thì... Cảm ơn.
Sao con buồn hoài vậy? Vì vậy thì có giải quyết được chuyện gì đâu. Nếu mình cứ đeo bám một quá khứ thì người ta không thể tiến đến tương lai được. Nhưng tại sao mọi chuyện lại đến với con như vậy? Con không muốn nhìn thấy nó. Con không muốn nhìn thấy, nhưng nó đã hiện diện. Cuộc sống là vậy đó con. Mình sẽ không đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Đó mới là cuộc sống. Con không muốn tiếp tục việc này nữa. Ai trong bi kịch cũng bị nói như vậy. Con hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Con muốn đi thật xa để quên tất cả. Con đi xa không phải để quên hết, mà để bắt đầu cho những bi kịch tiếp theo. Con không hiểu. Con ích kỷ lắm khi nghĩ đến điều đó. Con quên là con còn có ba của con. Con bỏ ba con được sao? Thưa chú, nhưng con không thể nào tiếp tục việc này nữa. Tại sao người ta lại cứ tranh giành với nhau? Con thấy hậu quả của sự tranh giành nào cũng chỉ là bi kịch mà thôi. Con nói đúng. Cuộc sống mà ai cũng muốn vươn lên hết. Nhưng nếu như mà con ấy, không phải là cháu của chú, thì con muốn làm gì cũng được. Con muốn làm gì thì làm. Nhưng vì chú là bạn thân của ba con, nên chú không muốn con phải gục ngã. Lát nữa cậu cho tôi mượn bản thảo của cậu nha. Dạ được, chúc em đưa. Cảm ơn. Em làm tới đâu rồi? Đưa anh coi. Anh có chuyện gì phải không anh Huy? Không có gì. Anh đã nói là đừng quan tâm đến chuyện tình cảm của anh mà. Sao lúc nào cũng nói chuyện tình cảm ra như vậy? Lo làm việc đi. Không hiểu tại sao lúc nào cũng dày mặt với anh. Alo, tôi nghe đây. Anh Quy hả? Lên văn phòng gặp tôi ngay. Dạ. Anh đi nha. Vô đi. Chào tổng giám đốc. Mời anh ngồi. Anh cho gọi tôi có việc gì không? Ngồi đi. Công việc dạo này tốt không? Dạ. Tôi nghĩ cũng không tốt lắm. Tôi có nghe báo cáo lại. Tôi thông cảm cho anh. Nhưng không sao. Tôi có linh cảm là chuyện tai nạn của ba tôi và cô Đăng Thanh có vấn đề phải không? Sao hôm bữa anh đến nhà tôi có thái độ lạ lắm? Tại sao vậy? Tôi có cảm giác giống như là ba tôi sắp bị tai nạn, sắp bị ám sát vậy. Cô Đăng Thanh có đe dọa anh không? Không. Tôi chỉ lo cho chủ tịch vậy thôi. Cô Đăng Thanh rất tốt với tôi. Ừ.
Anh có đề nghị cô ấy bãi nại chưa? Cô ấy nói là biết tôi có ý định muốn xin bãi nại, nhưng cô ấy không đồng ý đâu. Như vậy sao có thể nói là cô ta tốt với anh được chứ? Anh căn cứ trên cơ sở nào mà nói về cô ta như vậy? Tôi linh cảm. Đã rất nhiều người chết vì linh cảm rồi. Tôi đùa thôi. Như việc giải thoát cho anh và cứu ba tôi cũng vậy. Nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, mong anh hiểu cho. Tôi đã hết lòng với anh. Anh sợ tôi khai ra ba anh là người đã gây ra tai nạn hay sao? Anh muốn gì đây? Anh tự nhận tội thì phải tự gánh chịu chứ. Anh chỉ không muốn em bị đau khổ và mất mát. Cảm ơn anh đã lo lắng, nhưng anh hèn lắm. Anh hèn sao? Anh tưởng hành động nhận tội cho người khác là anh hùng lắm sao? Tiếc là trong chuyện vừa rồi anh nghĩ có ổn khúc gì đó giữa em và ông Duy Khang. Tại sao lại có quẩn khúc chứ? Ông ta gây tai nạn cho ba tôi, có quẩn khúc là sao? Đúng đó, tôi căm thù ông ấy. Còn anh thì lại là lê lai cứu chúa. Mà anh quan tâm chuyện tôi làm gì? Tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Alo, tôi Đăng Thanh đây. Chào cô Đăng Thanh, tôi Chánh Khiêm đây. Tìm tôi có chuyện gì không? Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Cô có thể cho tôi một cuộc hẹn được không? Tôi nghĩ giữa tôi và anh có chuyện gì để nói chứ. Nhưng tôi lại nghĩ giữa chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đó chứ. Đúng, giữa tôi và anh có nhiều chuyện để nói lắm. Được rồi, hãy nhắn tin cho tôi sẽ đến.
Ok. Tôi nghĩ hôm nay là lần cuối chúng ta nói chuyện về đề tài này. Tôi có chuyện phải đi. Cô ta biết ông chủ tịch gây tai nạn. Cô ta biết. Hay anh nói ra. Anh sợ à? Anh đừng nghĩ tôi hèn như vậy. Anh đừng quá nóng giận. Tôi xúc phạm người khác. Tôi không ngờ anh đê tiện như vậy. Lời nói ra không rút lại được đâu. Anh không cần dạy tôi. Tôi hiểu anh rồi. Alo, chú nghe. Chú, Chánh Kim nói là muốn gặp con có việc. Anh ta có nói là muốn gặp con có chuyện gì không? Con không biết ta muốn gì đây. Chắc chắn là hắn muốn nói chuyện với con về vụ tai nạn đó. Vậy con phải làm sao? Phải đối mặt thôi con à. Đây là một cơ hội để con tiếp cận hắn, để thực hiện kế hoạch của chúng ta. Con hiểu, nhưng con thấy phân vân quá. Con đừng bao giờ nói chữ nhân với chú nữa, được không con? Mọi việc sẽ trở nên đơn giản nếu ta không quan trọng nó. Con nhất thiết phải nghe theo lời của chú. Dạ, con hiểu. Chào con. Anh chạy đâu vậy? Dừng xe lại. Nên không cần tôi chạy xuống giờ đó. Được rồi, tôi sẽ cho em xuống, nhưng không phải chỗ này. Tại sao không phải chỗ này? Vì đây không an toàn cho em. Anh nói dối. Cho tôi xuống đi. Anh nghe tôi nói không? Đừng bị dễ nữa, nhanh đi. Đi xe nào. Chạy xuống giờ đấy. Anh muốn gì? Bãi nại à? Quên đi. Tại sao em không muốn bãi nại? Em làm vậy được gì chứ? Người chết rồi có sống lại được đâu. Anh nói gì? Tại sao anh lại ép cô tôi bãi nạn? Trong khi chuyện này đâu có liên quan tới anh. Người gây ra tai nạn là anh Công Quy chứ không phải ba anh đâu. Không lẽ nhân viên của công ty gây ra tai nạn mà cổ phiếu của công ty lại rớt giá sao?
Đúng không, Quy là người gây ra tai nạn, nhưng anh ấy là người của tôi. Tôi phải có trách nhiệm với anh ấy. Nhưng sao anh nói chuyện như là người làm kinh doanh vậy? Thì tôi cũng giam thôi. Kiểu người nói dối một cách hèn hạ. Nói dối thì có ai coi thường đâu em. Thank you.